Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Lời nói đầu tiên là Tân rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ, yêu thương những cái tập mà vừa rồi. Tuy kể thời gian rất là ít và cái chất lượng câu chuyện nó chưa đến mức độ gọi là ok, nhưng mà các bạn có thể hiểu cho Tân, ủng hộ Tân trong cái thời gian mà Tân đi du lịch cùng với ekip để mà xả stress, thì Tân rất là biết ơn cũng như là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trong chuyến du lịch này các bạn, Tân có nhìn thấy một cái khách sạn. Tân không có kể về cái khách sạn đó, tại vì khách sạn đó nó không có ma quỷ gì hết. Nhưng mà từ khách sạn đó Tân gợi nhớ một câu chuyện. Câu chuyện nó bắt đầu từ một người bạn. Thì trong cái quá trình từ xưa đến giờ đó, Tân đi chơi hay là đi làm việc thì Tân đều đi có đôi hết bạn. Có đôi đang phải là hẹn hò, yêu đương hay là bất cứ gì hết. Có đôi là Tân đi đâu làm việc á, là phải có một người bạn đi chung. Không phải để vui mà để hỗ trợ cho nhau trong quá trình làm việc. Thì hồi trước đó các bạn, Tân có đi một người bạn. Hiện tại người bạn này là đang ở bên Singapore định cư. Thì chưa có dịp anh em gặp lại. Mong rằng bạn nghe được câu chuyện này thì cũng gợi nhớ về cái kỷ niệm mà hồi xưa có hai đứa mình. Lúc đó tụi Tân đi công tác ở Cần Thơ. Thì thời điểm đó đó các bạn, Cần Thơ nó có một cái điều làm Tân rất là bất ngờ. Lúc đó Cần Thơ phát triển và khách sạn Cần Thơ thời điểm đó tuy là không phải là resort, không phải là khách sạn 5 sao đẹp lộng lẫy như những cái khách sạn bây giờ, mà lúc đó Cần Thơ chỉ là những cái khách sạn nó mang tính chất giả châu Âu. Nó chưa phải là châu Âu 100%, mình dùng từ là giả châu Âu thôi, nhưng mà nó cũng sang trọng. Thì khi về đó mình ở đó, thì mình đi vô cái sảnh của khách sạn, thì mình đi lên trên phòng đó, thì mình đi trong đó là đã có thang máy rồi. Thì Tân với bạn Tân có xảy ra một cái cuộc tranh cãi về cái giá tiền khi mà mình ở khách sạn. Thì Tân luôn chọn khách sạn mới vừa xây để mà Tân ở, đó là thói quen của Tân. Nhưng mà bạn Tân thì lại muốn được sử dụng những khách sạn cũ để giảm cái giá thành tiền bạc xuống. Thì thực ra bạn bè của Tân á, sống cũng rất là tự do, tuy đi chung nhưng mà khi mà ở khách sạn thì mạnh ai trả tiền. Nếu mà ở chung một phòng thì cùng nhau chia số tiền đó ra. Còn nếu mà bạn cảm thấy bạn muốn ở khách sạn khác, không có cùng chung tư tưởng, thì ok, bạn có thể qua khách sạn khác bạn ở, không ai buồn ai và cũng không ai giận ai. Đi ăn đi làm thì cứ tập trung đúng giờ ở điểm nào đó thì mình cùng nhau mình đi công việc. Thì đó là cách làm việc của Tân, tại người làm tự do. Thì bạn Tân mới chọn cái khách sạn đó. Thì khi Tân nhìn khách sạn đó, Tân mới nói rằng là bạn nên suy nghĩ kỹ, tại người bạn này cũng không có thân. Thì Tân dùng từ bạn, chứ còn thân thiết thì Tân dùng mày tao, người Việt mình mà. Thì đó là bạn nên suy nghĩ kỹ, tại vì khách sạn này tôi nhìn không ổn. Đó, thì Tân không phải là một cái người nhìn thấy ma quỷ gì hết, nhưng mà Tân biết khách sạn nó không ổn là do kiến trúc và do cái bề ngoài của nó. Thì bạn Tân nói không có gì không ổn hết, mà bạn Tân rất là muốn ở khách sạn giống như vậy. Thì Tân nói là ok, nếu vậy thì bạn vô ở. Thì bạn Tân ở nó một đêm. Tụi Tân công tác chỉ có 3 ngày 2 đêm thôi, cho nên là bạn Tân ở đó một đêm. Thì sáng hôm sau bạn, là Tân thấy bạn của Tân ngồi ở đằng trước khách sạn của Tân á. Tân mới hỏi, ủa hôm nay sao dậy sớm vậy, như là hẹn nhau ở quán cà phê mà sao tự nhiên đi qua khách sạn tôi ngồi ở đây chi vậy. Thì Tân mới hỏi vậy, thì bạn Tân mới trả lời là buffet ở đây là có tính tiền không để bạn Tân vô ăn chung. Thì Tân nói đã về Cần Thơ rồi á, ăn buffet làm gì, mình ra ngoài mình ăn đồ ở ngoài đường á, ăn cho nó ngon. Đây miền Tây mà, bún cá rồi này kia á, mắm đồ nọ, ăn buffet làm gì. Thì Tân mới dẫn bạn Tân đi ăn. Tân mới hỏi, thì bạn Tân mới nói là hôm qua tôi gặp ma. Tân mới hỏi, ủa gặp ma là gặp sao, có gì ghê không? Thì bạn Tân nói là toàn bộ hành lý á, giấy tờ tùy thân, toàn bộ hành lý mang theo á, là bây giờ chỉ còn lại chứng minh nhân dân thôi. Thì lúc mà đi vô khách sạn là phải để chứng minh ở ngay reception. Còn lại mọi thứ bị quăng ra cái sọt rác ở đằng sau lưng khách sạn. Thì Tân mới hỏi rằng, ủa ma mà quăng đồ bạn đi cỡ đó mà bạn không chạy? Thì bạn Tân mới nói là tôi chạy rồi,
Tôi nhảy từ lầu 1 nhảy xuống luôn, tôi mới ra được khỏi khách sạn đó. Thì bạn Tân mới kể đó là khi bạn Tân vô trong đó lấy phòng thì cái người mà reception á là cho bạn Tân ở phòng lầu 5. Thì căn phòng nó nằm ở giữa và nó chơi vơi với hai phòng hai bên, nó cách nhau. Và cái dãy hành lang đó là nó thông xuyên suốt luôn bạn. Khách sạn ngày xưa nó như trang chung cư vậy đó. Đó là mình đi từ dưới cầu thang mình đi lên thì các cái hành lang là hành lang chung, cái ban công chung. Đó. Thì cái cửa nhà đi vô là bạn nhìn thấy hết tất cả những cái cửa nhà còn lại. À, khách sạn hồi xưa nó là như vậy. Thì bạn Tân mới vô trong đó ở. Thì khi mà ở trong đó thì tối bạn Tân nghe có tiếng người. À, có tiếng người. Mà tiếng này là người cãi lộn hay là nói chuyện với nhau á, nó hơi lớn tiếng. Thì bạn Tân ngủ mà đâu có muốn ồn, mới ra mới định cầm len là ra góp ý. Nhưng mà khi mở cửa ra thì bạn Tân thấy một cái chuyện rất là ghê. Là thấy một cái cô gái bận đầm đỏ. À, đi chân không. Nhưng mà cái đầu nó lại cách xa người. À, cái cổ nó dài hơn so với bình thường. Đó. Thì cái người đó nó có đi chơi vơi ở cái hành lang đó. Mà đi về cuối hành lang. Mà khách sạn đó thời điểm đó nó không phải là cái dùng gọi là không cái ngày du lịch. Nó chỉ là cái ngày bình thường. Và không ai book khách sạn. Chỉ có mình bạn Tân ở thôi. Khách sạn mà Tân ở đó thì có rất nhiều người ở. Còn khách sạn mà bạn của Tân ở đó thì chỉ có mình nó ở thôi. Mà nó không biết hay sao, Tân cũng không hiểu nữa. Thì nó thấy cái người con gái như vậy đó, thì nó biết là ma rồi. Nó mới đóng cửa lại, nó im lặng, nó nằm trong phòng. Thì bạn hiểu không? Mình đừng có tưởng là mình nằm trong phòng là ma nó không biết mình. Nó đã biết mình ở đó thì nó mới cố tình nó nói chuyện để cho mình mở cửa. Và mình nhìn thấy nó là mình sợ. Có nghĩa đang trêu mình, nó đang trêu ghẹo mình. Chứ đâu phải là nó phải con nít đâu mà bạn. Đóng cửa phòng lại bằng chùm mền là nó không phá bạn. Thì khi mà bạn của Tân chùm mền lại đó, thì nó đứng ngay ngoài cái cửa sổ. Thì bạn biết khách sạn hồi xưa rồi. Đó. Cái cửa mở vô là cái cửa sổ này nó ngay kế bên luôn. À, cái cửa dù cái cửa đây, cái cửa sổ ngay đây thì cái giường nằm ngay cửa sổ. Đó, ở bên trong là toilet. Thì khi mà bạn Tân nằm đó, thì bạn Tân thấy cái bóng người con gái đó, cái cổ nó cao, cái bóng nó thò vô trong cái cửa sổ. À, nó hỏi bạn Tân là có muốn ăn uống gì không để nó đãi. Nó hỏi bạn Tân muốn ăn gì không để nó đãi. Thì bạn Tân nghe xong là bạn Tân Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hoài. Thì nghe cái giọng nó nói ở ngoài á, là niệm ổng làm gì. Tao sống ở đây á, hả, cả trăm năm tao đâu có thấy ai ra bắt tao đâu. Mày niệm tao cũng đâu có sợ. Tao hỏi mày có ăn không, tao mang thịt người lên cho mày ăn. Chứ mày niệm làm gì mà định hại tao hả? Thì bạn Tân vẫn niệm tiếp, cứ Nam Mô Di Đà Phật. Thì một chút nghe im mấy bạn, nghe im. Thì bạn Tân nó mới suy nghĩ rằng á, là làm bây giờ làm sao để mà đi ra khỏi khách sạn này luôn và chạy qua khách sạn của Tân. Thì cái lúc mà Tân ở Tân đi thời điểm đó, đó thì cái điện thoại nó cũng có rồi, nhưng mà Tân xài điện thoại nó hơi cùi. Cái pin nó hết hoài à. Chứ lại mình nghĩ rằng là thường tối không ai gọi mình hết. Thì mình tắt cái nguồn đi để mình ngủ và mình sạc pin. Đến bây giờ cái thói quen nó vẫn còn. Hay là Tân thường xuyên để chế độ máy bay khi mà Tân ngủ. Tân không muốn bị làm phiền bởi tin nhắn hay gì hết trơn á. Cái tật của Tân là vậy. Nên Tân không có biết. Và nó bấm nó gọi Tân nhiều lần không được hay là được gì mà không bứt máy gì đó. Thì cái chuyện nó bình thường. Thì nó lập tức nó soạn đồ. Nó soạn đồ, nó gọi là chạy ra bên ngoài, mà gọi là cấp tốc đó, chạy lẹ thiệt lẹ đó. Thì khi mà xuống được tới tầng 1 đó các bạn, một cái điều mà nói là giống như là bị thôi miên. Cái vali đồ của nó là một cái túi. Và Tân nhớ cái túi đó là cái túi bằng vải. Cái kiểu túi mà đi tập thể thao đánh tennis đó. Chứ không phải là một cái vali xịn như bây giờ. Tại thời điểm đó là thường mà đi công tác đó, một là bỏ đồ vô ba lô, hay là bỏ vô đồ những cái túi đó đi thôi. Chứ lúc đó mình cũng không phải là thời trang để mà mình xách một cái vali du lịch đó. Đi công tác rất là cực. Thì lúc đó là bạn Tân xách cái đó đi. Nhưng mà khi mà bạn Tân xuống tới lầu 1 nhìn lại đó, thì cái mà bạn Tân đang cầm á là cái gối, chứ không phải là cái vali đồ. Thì trong lúc đó bạn Tân mới quyết định là một chạy lên lầu 5 để lấy lại cái vali đó, hoặc là bạn Tân đi ra khỏi khách sạn đó luôn.
Thì trong lúc bạn Tân quay lại thì các bạn biết á, những cái khách sạn cũ, cái cầu thang đi lên á, thì nó hay có mấy cái lỗ thông gió. À, trên cái bờ tường nó có các lỗ thông gió. Thì bạn Tân vô tình nhìn ra được thì thấy cái túi đồ bị quăng từ lầu 5 quăng xuống đó, nó tung tóe hết ở đằng sau nhà của người ta, nóc nhà của người ta. Thì bạn Tân biết là không thể lên lầu 5 được nữa rồi. Và nghe cái tiếng cái con quỷ nó đi xuống càng ngày càng gần. Thì bạn Tân quyết định nhảy từ lầu 1 xuống. Thì cái may mắn ở đây, cái lầu 1 nó không phải cao như bây giờ. Hồi xưa đó khách sạn cũ á, cái trần rất là thấp. À, khách sạn tuy xây 5 tầng mà nó giống như có 3 tầng thôi, chứ không phải 5 tầng là cao dời dợi như bây giờ. Thì bạn Tân mới nhảy xuống chạy ra bên ngoài. Thì sau khi nghe cái câu chuyện đó thì Tân mới nói rằng thôi bây giờ đi lụm đồ lại. Bây giờ cũng trời sáng rồi, mình nhờ nhà dân mình hỏi khách sạn đó đó là cái chỗ phía sau đó là thuộc cái xóm nào. Thì mình vô mình năn nỉ nhà dân cho mình leo lên mình lấy đồ lại. Tại người dân miền Tây người ta rất là thương người. Người ta không có cái kiểu mà hồi đó người ta chân chất lắm. Người ta không có kiểu mà lũng đoạn hay lừa đảo này kia đâu, hay làm khó làm dễ gì đâu. Thì vô thì cái người reception làm như người ta biết bạn. Người ta nói là anh đi ra sớm phía sau là sớm gì đó, anh vô đó anh hỏi đi đó. Thì khi vô hỏi người dân người ta mới leo lên nóc nhà, người ta lấy súng cho mình. Thì người ta xuống người ta mới đưa là người ta mới nói là hôm qua bị con nhỏ nó nhát phải không. Có nghĩa là cả xóm ai cũng biết các bạn. Thì Tân mới hỏi là ủa sao mà cô chú ở đây biết hết cái ma nữ mà hôm qua. Thì cái người nói là cái con ma đó là con gái của chủ khách sạn này á. Cái cô đó ngày xưa đó là dễ thương lắm, đẹp lắm. Mà cái ông chủ mà khách sạn này đó là hồi xưa là nhà ổng rất giàu ở Sài Gòn. Ổng về Cần Thơ này á là ổng tìm thuốc chạy chữa cho người con gái. Là nghe đâu con gái ổng đi qua bên Malai á. Ngày xưa ta gọi là Malai là Nam Dương hay sao đó. Thì yêu ai bị bỏ bùa bên đó. Cho nên cái ổng không biết cách nào để ổng chữa cho con gái. Ổng mới đem về miền Tây để chữa. Tại nghe nói ở dưới đây có thầy giỏi. Nhưng mà để chữa cái bệnh của con gái ổng đó thì phải cần thời gian, nhiều khi là cả một cuộc đời. Tại vì cổ bị bấn loạn, cổ bị khùng khùng điên điên mà cổ đẹp lắm. Thì ổng mới về đây, ổng xây khách sạn để ổng kinh doanh ở đây. Thì xây theo cái kiểu thời xưa. Nhưng mà rốt cuộc là đang chữa ngon lành vậy đó, không biết là chữa được hay không. Thì người dân ta nói là cũng chữa một thời gian, thấy cũng bình tĩnh, nhớ tên, nhớ tuổi. Nhưng mà có một cái đêm đó là cổ đi lên lầu 5. Cổ đi vô trong cái phòng cuối cùng của lầu 5 á, là cổ lấy ra, cổ lấy dao cũng rạch bụng. Mà cổ làm cái bàn cúng mà toàn là cơm rượu với là chè trôi nước thôi. Sau đó cổ rạch bụng, cổ chết ở trong cái phòng cuối cùng đó. Và từ đó về sau là người ta cứ thấy một cái bóng người đi vòng vòng. Một á, là cái người nữ đó sẽ bận cái đầm đỏ. Cái đầm đỏ này không phải là cổ bận đầm đỏ trước khi chết. Mà cái đầm đỏ đó có nhiều người nói là do gia đình đốt xuống cổ bận. Hay là người ta nói là có người nói là cổ bận cái đầm màu trắng. Nhưng mà do máu thấm ra đầm nó đỏ hết cả cái đầm đó. Cho nên là người ta nhìn thấy cái vong hồn cô này trở về trong cái tình trạng là cái đầm màu đỏ. Có người ấy, hồi xưa ở khách sạn này ấy, là họ thấy cổ đi qua đi lại mà xách cái đùm ruột á. Tại vì mổ bụng mà nó lòi ruột ra ngoài, cầm cái đùm ruột đi. Rất là ớn. Và có người thấy cái cổ dài. Thì không hiểu tại sao cái cổ lại dài ra. Hay là cổ luyện phép thuật được cổ làm hay sao đó mà không ai biết. Thì người ta nói thôi đừng ở đây nữa. Khách sạn này không ai ở đâu. Mà cái người chủ khách sạn đó, cái ông đó đó, thì ổng chết lâu rồi. Từ khi cái cô con gái này chết thì ổng cũng lớn tuổi, ổng chết mà ổng chết ở Sài Gòn. Thì cái khách sạn này hiện tại chưa biết là của ai. Nhưng mà nó vẫn cứ kinh doanh lai rai đến giờ này vậy đó. Nhiều khi có ngày lễ đông thiệt đông, mà có người ta về đây thì người ta mới buộc phải bút khách sạn này người ta ở. Chứ còn thiệt tình ra không ai ở hết đó. Khách sạn này nó không có tiện nghi gì hết. Mà nó còn có ma nữa. Thì sau đó là bạn của Tân mới biết rằng là những khách sạn như vậy đó là ma cỏ này kia các cái. Thì bạn Tân mới đi ra. Thì nghe câu chuyện Tân với bạn Tân đều xanh mặt hết. Tại cổ tự tử ngay lầu 5 mà. Thì bạn Tân mới nói là ủa sao Tân lại có thể biết được khách sạn nó không ổn, hay là Tân nhìn thấy chuyện tâm linh. Thì Tân mới nói rằng là thứ nhất á, Tân không có nhìn thấy chuyện tâm linh. Nhưng mà khách sạn ngày xưa đó, khi họ xây như vậy á, nó không giống như bây giờ.
bây giờ là có thang máy, cho nên là cái sảnh khách sạn á và cái đường mà bạn đi khách sạn, trong khách sạn đi vô từng phòng đó thì nó kín, còn phía mặt tiền đó là người ta làm nó là cái cửa sổ hoặc cái ban công tách biệt với nhau, à, để bạn có thể nhìn ra cái view nó đẹp và người bên ngoài người ta không có nhìn vô được tới bạn, à, người bạn có một sự riêng tư nhất định. Nhưng mà khách sạn hồi xưa đó, cái ban công cũng chính là đường đi chung, cho nên đó là bạn làm cái gì người ta cũng nhìn thấy hết, bạn đi ra người ta cũng thấy, bạn đi vô người ta cũng thấy, bạn đứng ở ngoài nói chuyện người ta cũng thấy, hút thuốc người ta cũng thấy. Còn bây giờ là phòng khách sạn nó có sự riêng tư đó, mà lý do tại sao thời xưa người ta lại xây như vậy, thứ nhất là thời xưa không có máy lạnh, có máy lạnh thì người ta làm kín được đó, mở máy lạnh cho nó mát. Do thời xưa không máy lạnh thì người ta làm cái mặt cửa xoay ra ngoài mặt tiền để đón gió, để gió nó lùa ta thấy mát đó. Ở phía sau ta làm cái cửa sổ để nó lòn cái gió nó vô đó, nó mát. Thì đó là cái ngày xưa mà người ta làm, nó là cái ngày xưa người ta làm, bây giờ nó khác. Thì những cái khách sạn đó có nhiều người người ta ẩu, người ta không có xây. Tại vì cái giai đoạn mà thập niên 90 á, mà tầm khoảng cuối 90 qua năm 2000 đó, thì người ta không còn xây cái kiểu đó nữa. Mà nếu như mở khách sạn đó, nhiều người ẩu, người ta mua lại khách sạn cũ hoặc mua lại bệnh viện. À, cái kiểu xây đó là kiểu xây bệnh viện đó các bạn. Thì người ta sẽ mua lại những cái bệnh viện cũ để người ta tái chế, người ta làm thành lại khách sạn. Thì bệnh viện các bạn biết rồi, toàn là người chết, nó phải có nhà xác, cấp cứu và đủ thứ chuyện trong đó, thì người ta mua lại người ta làm. Thì những khách sạn đó đừng bao giờ ở, đừng bao giờ ở luôn. Một khi đã ở là có đủ thứ chuyện xảy ra hết các bạn. Cho nên chọn khách sạn là chọn cái nào nó mới, tầm 1-2 năm mình vô mình ở, hoặc là nó đông người, hoặc là nó nổi tiếng, mình vô nó mình ở. Thì sau cái sự việc đó thì bạn của Tân học được một cái kinh nghiệm. Tại vì thời điểm đó bạn Tân nó về nó làm công tác thôi, sau này nó đi qua Malai rồi nó đi qua bên Singapore nó ở luôn. Thì thời điểm đó Malai và Singapore cũng có những khách sạn như vậy nha các bạn. Mặc dù người ta nói rằng là Việt Nam mình phát triển thua chứ là những nước trong khu vực, nhưng thực chất ra về cái mặt mà dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, ăn chơi thì Việt Nam không có thua đâu. Khi bạn qua bên nước ngoài thời điểm xưa, cách đây khoảng 20 năm, 30 năm, bạn vẫn thấy có những khách sạn kiểu như vậy. Và những người chủ họ cũng thu mua những bệnh viện, những ký túc xá sinh viên cũ để họ vận dụng cái đó họ làm thành khách sạn. Nó đỡ cái chi phí họ phải xây lên. Đó là như vậy đó các bạn. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà Tân mở màn cho tháng 5. Nó nhẹ nhàng ha, và nó cũng đầy đủ ý để mà Tân có thể dưỡng được sức khi mà Tân đi về ngày hôm qua, Tân mới vừa về thôi. Thì sắp tới sẽ là những câu chuyện hay, và Tân sẽ kể những câu chuyện nó liên quan đến CCTK để cho các bạn có thể nghe, cũng như là Tân trả lại cái tình cảm của các bạn đã ủng hộ Tân trong những cái ngày mà Tân bị stress quá, Tân đi du lịch, Tân kể chưa có đã nha các bạn. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.